Bạn, tôi tự giới thiệu, tôi là Tùng, Nguyễn Mạnh Tùng, là admin của diễn đàn no2.com.vn, admin của trang web nguyễnmạnhtùng.vn, một trang web hàng đầu về video đào tạo của laptop, PC cũng như máy in. Hôm nay tôi xin giới thiệu đến các bạn một cái USB có dung lượng là 16GB. Trang này tôi chứa toàn bộ là BIOS của laptop, sơ đồ laptop, sơ đồ main PC và BIOS main PC, cộng với những là sơ đồ tôi dùng để giảng dạy và tôi dùng để phân tích. Cộng với những sơ đồ laptop cũng dùng để giảng dạy và dùng để phân tích. Những sơ đồ đó tôi chú thích rất rõ ràng, cộng với chuyển Vega rời, Vega xe và những pan bệnh sửa chữa mà hàng ngày tôi thường gặp mà tôi liên tục cập nhật. Vì vậy là hôm nay tôi sẽ chia sẻ và bán cái USB này. Sau đây là nội dung chính trong cái USB, tôi sẽ cho bạn xem ở trên màn hình máy tính, các bạn để ý cho tôi. Rồi, ở đây chúng ta có một cái USB có dung lượng là 16GB. Tôi đã chia nó làm 3 phần. Một phần là tôi đựng laptop, một phần tôi đựng PC và một phần tôi đựng Neo CD. Tôi đang dần dần hoàn thiện cái USB này. Và như chúng ta đã thấy như sau. Ở đây chúng ta có một phần của PC, đó là hình ảnh tôi chú thích trong quá trình tôi sửa chữa. Các bạn nhìn đây, tôi đang liên tục cập nhật và hoàn thiện. Sơ đồ PC thì gần như đã đủ tất tần tật các thứ, gần như không thiếu với một cái gì cả. Các bạn xem cái dung lượng của cái phần sơ đồ của main PC, chúng ta có tổng dung lượng là hơn gần 1GB. Quan trọng hơn là tôi có những sơ đồ để tôi dùng trong cái quá trình giảng dạy của tôi. Những sơ đồ này được tôi chú thích rất cặn kẽ những đường nguồn và đường lệnh của nó. Ví dụ các bạn kéo copy, các bạn sẽ thấy rất nhiều cái điểm mà tôi đánh dấu về giá trị điện áp, cộng với giá trị điện áp, cộng với những cái điều mấu chốt mà những ở chỗ đó hay lỗi, thì các bạn cứ kéo và các bạn có thể ứng dụng cho quá trình sửa chữa của các bạn. Rồi, tiếp theo tôi có một cái phần, đó là BIOS của laptop này. Cái này gần như là toàn bộ BIOS mà trong quá trình được đọc từ main sống ra. Tài liệu nguyên 3 thì có những cái giáo án mà ngày xưa tôi viết hoặc là tôi sưu tầm, tôi tổng hợp lại cho các bạn. Rồi, có một phần BIOS hay là BoardView gì đó của VillaFix có dung lượng là gần 4GB. Tiếp theo là ở cái phần laptop, các bạn thấy là tôi có phần BIOS laptop full. Ở đây chúng ta có một cái dung lượng của nó lên đến hơn 2GB. Có cái phần chuyển Vega, có rất nhiều cái đời Vega được chuyển giới ở đây, thì đã các bạn có thể lấy về các bạn theo nghiên cứu và học tập. Có những cái phần mềm liên quan đến cái quá trình sửa chữa laptop. Có những cái sơ đồ tôi chú thích ở cái dạng để tôi giảng dạy và chú thích đường nguồn đường lệnh như nào. Ở đây là những sơ đồ lô 2 dùng để đào tạo online. Có những linh kiện đã chú thích bệnh rõ ràng ở đó rồi. Sơ đồ laptop của chúng ta thì có đầy đủ từ tất tần tật Asus, Acer, Dell, Apple hay là Lenovo, IBM, gần như đủ hết, không còn thiếu một cái nào cả. Đây chúng ta cũng có cái phần đó là hình ảnh dưới dạng là file Word hoặc là file hình ảnh tôi đang hoàn thiện dần. Tài liệu học tập thì các bạn tài liệu dùng để học tập, các bạn có những cái giáo trình ở đây các bạn có thể nghiên cứu tự học, quá trình tự học laptop của bạn. Còn tài liệu tham khảo đây tôi có rất nhiều đang cập nhật, liên tục cập nhật, đó là cái nguyên lý chuyển Vega rời hay là những cái quá trình kiểm tra được ghi vào dưới dạng file Word hay là những cái link mà những trang web được tổng hợp đây. Rồi bạn nào cần hoặc là Leo CD thì tôi cũng có pan bệnh hình ảnh và tôi đang hoàn thiện, tiếp tục hoàn thiện. Lưu folder là những cái BIOS của màn hình Leo CD mà các bạn sẽ hay gặp nhất ở đây. Bạn nào cần mua cái USB này thì vui lòng gọi cho tôi theo số điện thoại, đó là 0906 010103. Cảm ơn các bạn theo dõi video.